Thơm quá. Chả cần cái này. Ôi không, mình làm gì thế này? Vì sao vậy cô gái? Em xin lỗi ạ. Đừng lo nhé gái, mọi thứ đều ổn mà. Thật ạ? Gì vậy trời? Cô gái, đứng thẳng và nhìn vào máy đi. Hai chúng ta thảo luận chút nhé. Ý cô là sao? Không được trang điểm trong tu. Ôi không, mặt của mình. Đi với tôi. Không, cô đây, chúc vui. Mình phải trang điểm lên đã. Trời ơi, nhìn mình khiếp quá. Phải dùng gì đó. Này cũng được nè. Ngon lành. Thử nào. Đã sẵn sàng. Chào anh cảnh sát. Chuyện gì vậy? Gì đây? Ôi không, mày phải che nó thôi. Lấy điện thoại cái đã. Jimmy, nghe nào. Jimmy, chị cần đồ trang điểm ngay. Để lấy cho em. Sẵn sàng rồi. Emily. Hi, em có ma không? Đi đi xem nào. Cảm ơn. Tuyệt quá đi, cảm ơn Jimmy. Ok. Ủa? Ôi không. Ôi, toan. Ok. Anh đang ngủ rồi, đi đi. Dạ vâng, cảm ơn chị. Xin chào, xin chào, tôi là thầy dạy vẽ, tôi vào được chứ? Được, thầy vào đi ạ. Cảm ơn. Emily. Ông là ai? Emily, em này. Jimmy. Em có cái này cho chị này, cầm lấy. Sao đưa chị cái này? Để đánh mắt đó. Bye bye. Chị cảm ơn. Thử hai màu xem nào. Tuyệt. Tớ cũng thích thế. Ok. Tuyệt. Nhắm mắt lại. Cảm ơn. Tụi tớ cũng thế. Được rồi. Cảm ơn. Ngon lành luôn. Chị cần đồ make up. Rồi, nhưng xin tiền đã. Được, cái này thì sao? Chúc vui. Cảm ơn. Để coi. Mũi son thôi à? Thật luôn, có vậy thôi hả? Ok. Hoàn hảo. Xin chào, gửi hàng cho nhà tù à? Cứ để trên bàn đấy. Được rồi. Cảm ơn. Sao xuôi. Có gì trong này nhỉ? Chà, vậy mới đúng. Emily ơi, hàng này gái. Cảm ơn anh. Bé dễ thương ghê. Giả nè. Wow, đúng thứ mình cần rồi. Mình đã sẵn sàng. Chào anh đẹp trai. Em cần
anh chìa khóa. Được chứ. Cảm ơn. Ok, tiếp toán. Trong mũi mình dính gì nè? Chả ai thế đâu. Xem thử khóa biểu cái nào. Em muốn làm tiếng thông cho giờ này coi. Đúng đó. Ok. Tôi này sẽ quay bay đầu cam rồi luôn. Cảm ơn nhớ. Điện thoại tớ mà. Tiếng tớ này ai phê chuẩn. Đi nào. Đi chưa? Cơ hội đi rồi. Wow. Ủa, gì vậy? Có xương trong tủ hả? Còn đây. Wow, cái gì vậy? Hôm nay lạ quá. Wow, nay là sao? Hộp cá tính. Xí nhá. Để coi. Nó sáng lên nè. Wow, nay là hộp ma thuật hả? Mặt nạ có make up luôn á. Wow, cho mình thật hả? Ok, thử luôn cho nóng. Đắp đê. Dần đều lên mặt nhá. Và giờ gỡ nó ra thôi. Cảm thấy xinh hơn hẳn. Phải xem thử cái đã. Wow, thích thật luôn ý. Mình nên sửa lại chỗ phấn mắt một tí. Kẻ mắt nữa là cháy tới nắp. May mà mình biết nét thanh nét đậm hơi bị xịn. Giờ mình đã có đường kẻ mắt xịn sò. Đỉnh của chớp. Nhìn kia ba con. Xeo xeo thực thụ đó. Cứ như ca sĩ chính của ban nhạc Kiss vậy. Trang điểm xong rồi nè. Ui, giờ sao nhỉ? Mấy ngôi sao đáng yêu này để làm gì ta? Hình như mình biết. Tuyệt quá. Hình xăm tạm thời đó. Dán một cái lên mặt nè. Giờ dùng chút nước ấm áp nha. Chuẩn, vậy là đủ rồi. Giờ lột ẻm ra nhé. Wow, dân rock nặng đô nè. Xem thôi. Chết. Có màu càng xịn hơn hả? Nhưng trông y như bầu trời sao ý. Gần giống siêu sao rồi đó. Mình phải xử lý kiểu tóc chán nòm này mới được. Quẩy nào bà con. Ok, làm gì nữa ta? Chắc mình có ý tưởng rồi. Và hai cái bút dạ này sẽ giúp mình. Đầu tiên là lấy ống mực ra. Chuẩn, màu này đúng đỉnh. Xin lỗi bút dạ nha, nhưng tớ đang cần màu sắc xinh xắn của cậu. Chắc chắn là sẽ hợp màu mắt mình lắm. Chưa gì đã mệt đừ rồi. Nhưng mình nghĩ thế này sẽ đủ. Tiếp theo. Bọt tạo kiểu. Mình sẽ cần rất nhiều bọt tạo kiểu để làm đó nha. Cảm ơn. Giờ biến đi. Đến mày. Mình sẽ trộn nó lại. Xem nè mọi người. Màu này xinh xỉu á. Cứ như những đám mây trên trời vậy. Chà, không phải mây nữa rồi. Nó làm mình hơi đói á. Không, Emily không. Ok, đã đến lúc ghét cái này lên tóc mình rồi. Thế nào cũng xinh xẻo lắm đây. Tuyệt, giờ mình chỉ cần dùng giấy bạc gói lại và đợi vài tiếng thôi. Có cần đợi lâu như vậy không nhỉ? Để coi. Mong là hiệu quả. Chớp như nó cắt. Wow, mấy lọ này hợp kiểu trang điểm của mình ghê. Siêu xinh xắn á. Ngầu quá trời. 13, hả? 12, 11, chuyện gì thế nhỉ? 10, 9, hả? 8, nó đang đếm à? 7, 6, chờ chút. 4, 3, 2, 1. Ôi trời, hết chưa vậy? Được rồi, để coi. Chờ một chút nào. Hả? Có chuyện gì vậy nhỉ? Phòng mình như hang hổ cho dân rock ấy. Đầu tôi. Thôi kệ đi. Cái hộp. Sao nữa? Mong là đồ xịn nha. Wow. Thế mà sao? Một cái hộp nhỏ.
Khoan, đây là quên giả ư? Chất chơi quá. Đẹp khỏi chê mà còn không đau. Nghe không chất cho lắm nhưng mình mới mà. Thêm nữa nào. Mình muốn gắn vào môi và mũi và tai nữa. Cái cuối cùng nè. Như vậy đấy. Xong, để coi. Mình làm hơi quá nhỉ. Tuyệt. Đúng là hơi quá rồi. Ui, trông kỳ cục thật đấy. Nhiều lắm luôn. Đồ kim loại biến khỏi mặt ta mau. Mình sẽ giữ lại khuôn mũi để vẫn cứ hài hước như bình thường. Ok rồi. Nhìn này. Nhiều cái kim vô dụng ghê. Hay là mình dùng nó nhỉ? Ví dụ như làm chuỗi xích này. Mình có ý tưởng rồi đó nha. Tuyệt vời. Mình thấy mẹ vần này trên TikTok á. Oh yeah, bà con. Mình sống vì phong cách grunge này đó. Mình xinh thật sự nhưng... nhưng vậy chưa có đủ đâu. Làm sao để nó tuyệt hơn nhỉ? Nhìn đây này. Chính xác là cái này. Chuẩn, đúng là thứ mình cần rồi. Giờ thử nó thôi. Vỗ nè. Wow, y như mình mong đợi. Wow, trông chất lượng hẳn. Khoan đã, bị rách hả ta? Ôi không. Phải sửa lại thôi. Làm sao ta? Ôi, cái hộp của mình. Giúp tôi với đi mà. Wow, là bút kẻ mắt. À ha, nó sẽ cứu mình đó. May mà mình thông minh. Giả bộ đến khi thành thật nhé. Picasso hả làng rock đó. Cảm ơn bài luyện chữ. À ha, xong rồi. Chả ai nhìn thấy cái lỗ rách nữa rồi. Cảm ơn. Hay là... À ha. Wow, hiệu quả thật nè. Nhìn hơi trống, nhưng ổn. Duyệt, tiếp tục nha. Giờ mình có cái gì nữa nhỉ? Bộ xương này cute quá đi. Nhưng sao dùng đây ta? Hay là dùng cho áo thun? Wow, đỉnh. Cơ mà làm nó đỉnh hơn à? Triển luôn. Đầu tiên là xịt thuốc tẩy lên hình. Thuốc tẩy. Hoặc mình có thể thêm chút màu để nó rực rỡ hơn. Càng lộn xộn thì áo càng chất nhá. Giờ mình rắc chút son lên cái áo này nha. Giờ chỉ cần vẽ các nét bên ngoài nữa thôi. Tuyệt. Giờ lấy hình ra để xem kết quả nào. Lấy ra siêu dễ luôn ý. Wow, thích quá à. Cực sáng tạo và độc lạ nha. Đặt hàng đi bà con. Wow, chất thật sự luôn. Nhìn mình quá sáng cái tính rồi đó. Mình sẵn sàng gặp mấy tên ngốc rồi. Đi luôn bà con ơi. Giờ ai ngố nào mấy tên ngốc. Nhận hàm khỏi sàn nhà đi đồ hâm. Emily đến đây. Thưa biết mà. Ôi, là Emily. Gì? Sao? Ê, sao nữa vậy? Hết thời rồi ngủ ơi. Gì? Giờ chả ai mặc như vậy nữa đâu. Đùa nhau hay sao đấy? Ghét mình xu hướng thời trang này quá. Vậy là uổng công vô ích sao? Mình sẽ làm điều mình muốn. Mình còn chả thích đồ kiểu rock nữa. Mình thích những màu sắc cũng đẹp cơ. Wow, ổn áp rồi. Chú ý này, các em. Hội thi tài năng sắp diễn ra rồi. Cuộc thi đỉnh nhất trường đó nha. Người chiến thắng sẽ nhận quà cực khủng. Nhanh nào, tham gia thôi các em. Cơ hội đây rồi. Chúc mừng cô ơi. Mình sẽ thắng. Gì? Chị thắng nhé. Không. Đợi một chút, tớ quay lại ngay. Tìm váy xinh để đi thi pháp nè. Này. Không. Đây. Không. Thế cái này. Không. Wow. Wow. Cái này nè.
Hãy cẩn thận trước. Gì vậy trời? Không, không. Tránh ra đi. Nãy mình mơ thôi à? Gội đâu nào. Tóc ngắn dễ thương ghê. Tóc mình đây rồi. Đi gội đầu thôi. Emily. Tóc mình sẽ xinh lắm luôn. Bọt đâu cả rồi? Thế đó hả? Thật hả má? Có vậy thôi sao? Gì đây? Cái khăn này bé tẹo luôn. Emily. Emily. Ôi Jane, sao em ngủ đây vậy? Tắm gì mà lâu thế? Đúng thứ mị cần rồi. Thế thôi á. Ok. Mắt tôi, mắt tôi. Khăn của mình đâu? Khăn này nhỏ ghê. Ok. Đã quá. Wow, tóc biển của Chop luôn. Hả? Sao bám một đống ở đây thế? Lượt đâu rồi ta? Đâu vậy nhở? Hay là lược của mình kìa. Trả đây cho em. Gì đây? Lược của em. Đây rồi. Em bị hâm rồi. Cẩn thận chứ. Khiếp thật sự. Thật coi chừng đó Emily. Trả thù nè bà con. Nhìn kìa, có nhện. Em bị sao thế? Sao? Tại sao? Wow, mấy xinh xỉu. Biến dụng đi. Nhưng em thôi nào. Chuyện gì vậy trời? Cứu chị. Cái gì đấy? Không có gì. Ok. Hả? Dây mình thích nè. Hả?
Xong. Thằng luôn hả? Chị xong chưa? Chị làm hỏng váy em nè. Xin lỗi. Chào. Tóc đẹp thật đấy. Wow. Giúp em với nhé. Lại đây thưa cô. Chờ một chút.